Map Merry Go Round thưa bạn. Và chào mừng các bạn chúng ta đến với cả game đấu đầu tiên của trận Final Match hiện tại này là game thủ The Soki. Rất màu đỏ của chúng ta sẽ vào vị trí hướng 2 giờ. Và đây chính là Soki ạ. Yeah. Big Mac. Vâng. Gì kìa? Ồ, cái tấm thẻ từ thời trận GDL năm ngoái kìa. Còn đây là game thủ Terran màu xanh của chúng ta. Anh ấy chính là Innovation, thành viên từ team Acer. Anh fan hâm mộ, anh ấy còn giữ một cái tấm thẻ từ thời Soki còn chơi cho team cũ. Team Ungin Star Soki. Hồi đấy là Dia vẫn còn chơi cho team Soul. Thế là suốt ngày các game thủ các game thủ khán giả của chúng ta và ngay cả tôi cũng có một lần tôi bị nhầm giữa Soki và Soul Dia là chơi cùng team. Mãi về sau mới biết. Vâng, Soki là tên riêng. Cái gì đây? Vâng, đây tôi nhìn thấy con Rốt này. À, nhìn thấy con Mauder và con Marine. Cái này con Rốt này đang harass ở góc bên này. Không ăn thua rồi. Hiện nay thì Innovation cũng đang chơi rất là bình thản. Mình ăn một ga là chuẩn bị lên Reaper rồi. Còn Soki của chúng ta thì đang ăn nhà mỏ đầu tiên, ăn Hatchery thứ hai cho mình. And we should be seeing a similar dance that we see at most TBCs with the Reapers coming out here. The Lings pushing and then running away. Còn thấy hiện nay thì con drone này nó đang lượn lờ xung quanh. Sau khi mà đi scout màu đối phương nó bắt đầu được đưa trở về nhà của mình. Đưa về bay. Đưa về tổ. Còn đây là con hai con Reaper đầu tiên các bạn. Reaper đầu tiên đã bắt đầu được training xong rồi. Sau đó sẽ bắt đầu đến con Reaper thứ hai. Thường thì tôi thấy ngày hôm nay Innovation trong TVG toàn đánh hai Hellion, hai Reaper với cả bốn Hellion thôi. Bạn thấy rằng hiện nay thì hiện nay con Reaper đã đi xong mỏ thứ hai xong, bắt đầu lên trên mỏ thứ nhất, đang bắt đầu harass drone. Có con nào chết không? Chưa con nào chết cả. Zergling đã ra rồi. Vâng, chạy cắm đầu cắm cổ chạy rồi. Reaper cắm đầu cắm cổ chạy rồi. Noang dụ Zergling. Vâng, chúng thấy rằng hiện nay speed trong thềm đầu tiên thì Reaper có speed nhanh hơn so với cả Zergling, cho nên là nó cũng rất tự tin mà dắt Zergling đi dạo. Nhưng mà sau đó thì bây giờ thì cũng bị cắn mất ít một ít máu và lại phải nhập với cả anh Reaper thứ hai. Hai anh đứng cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau để tự hồi máu được các bạn. Giờ chúng ta nhìn thấy rằng là hai con Reaper đang đứng ở phía bên này. Vâng, bắt đầu harass, bắt đầu chơi Queen. Nhưng mà Queen thì máu rất là dày, chứ kể còn có Zergling. Chứ kể còn có hai con Queen đây nữa. Reaper các nó không cổ chạy thôi. Đứng lại đây bây giờ là chết ngay, bỏ mạng ngay với hai cái con Queen này ngay thưa bạn. Này thì Zerg đang bắt đầu nâng cấp Speedling rồi. Anh ấy đang đã cắt bớt drone ra ăn ga đi. Overlord mình chưa nhìn thấy, nhưng mới nhìn thấy một Command Center ở góc này thôi. Đây chính là build 3 Command Center của các game thủ Terran. Thưa bạn, họ sẽ có một số SCV rất lớn để có thể là vừa repair cũng như là lao lên hỗ trợ việc phòng ngự. Bạn thấy hiện nay thì Terran đang bắt đầu lên cho mình Hellion rồi. Hai Hellion đầu tiên sắp sửa ra trận. Sau đó sẽ cùng với hai con Reaper để mà đi loanh quanh harass ở phía bên ngoài. Không cho rớt vâng, Road Waven. Vâng, như vậy là Soki sẽ chuẩn bị chơi lại 6 con Road rồi, 7 con Road thêm một lần nữa rồi. Hiện nay thì Hellion Reaper đang lượn lờ chuẩn bị sang bên mỏ thứ ba của đối phương check. Sẽ đi làm checker. Soki đang chơi B7 Road rồi, không biết là Innovation sẽ phòng ngự kiểu gì đây. Ở trong game đấu trước thì ở trong game đấu trước với Sai, Innovation nó phải lôi rất nhiều SCV ra để phòng ngự trước cái đàn sai trước 7 cái carrot đầu tiên của Sai rồi. Không biết là ở trong game đấu này chuyện gì sẽ xảy ra. Người đấu với cả Innovation không phải là Sai mà lại là Soki. Và thấy hiện nay thì 7 con rốt đang được mua ra cho Soki rồi. Zergling đang lao ở phía này, Zergling đang vâng không được rồi, nhìn thấy Hellion rồi. Lại phải rút về thôi. Nhìn thấy Hellion thì tốt nhất là đi về thôi, đừng có làm gì khác cả.
Tại vì Hellion là unit counter lại Zergling rất là mạnh, thế là nó có thể xịt chết Zergling rất nhanh. Hiện nay thì Rod đang được mua thêm một con nữa đi mày. Vâng, 7 con Rod bao di chuyển rồi, như vậy là thêm một con Rod nữa sẽ là 8 con. Sau đó 14 con Zergling sẽ di chuyển thẳng sang mỏ của Innovation để harass. Cũng ở trên cái map Merry-Go-Round này của trận đấu với Sai, tuy nhiên không biết là trận lợi thế sẽ nghiêng về phía nào đây. Bạn thấy hiện nay thì quân đội vâng, hai bằng hai Energy Bay đặt ở phía ngoài hỗ trợ việc phòng ngự của Innovation. Hiện nay anh ấy đang rút tất cả Helen của mình cùng với cả hai Reaper ở phía bên trong main bay của mình để vâng bắt đầu hỗ trợ việc phòng ngự rồi. Hai Bunker được đặt xuống ở vị trí bên này. Chúng thấy hiện nay Rốt dạ lên nơi Zergling đang lao lên ở phía trên này. Helion đứng chờ, vâng Helion chỉ có đứng chờ Zergling thôi. Helion là chỉ có đứng chờ Zergling lao lên điểm xịt thôi. Nên SCV đang được đưa ra để có thể repair cho supply pot với cả energy bay của mình. Chúng ta thấy Helion hiện nay đang làm việc hết sức là hiệu quả đấy các bạn. Rốt đã phải kéo trở về vị trí sau rồi, chết một con Rốt thôi. Tuy nhiên là đã có tận 8 con, bây giờ vẫn còn 7 con Rốt thôi bạn. Có vẻ là khấu hao, tính khấu hao khá chuẩn. Hiện nay thì nâng cấp Simbank sắp được quả này xong cho game thủ Innovation của chúng ta rồi. Quân đội Rốt vẫn đang có một vị trí bắn ra khá thuận lợi, tức là không tức là nằm ngoài hoàn toàn cái tầm cast skin của con Helion kia. Ơ kìa, sao Lightbox lại hạ xuống kìa. Rốt rất linh lao vào bây giờ. Hiện nay thì đây là mỏ thứ 3 của Soki ạ, nó đã bắt đầu tiến hành khai thác rồi. Tôi nhìn thấy drone đã được đưa ra một pha scan thấy hai Evolution Chamber cùng với cả nhà Belinknet ở phía bên trong mỏ 2 của Soki. Anh ấy đã biết rằng đối phương đang chơi build road bên rồi. Trận đấu lần này Innovation lại nhớ đến trận thua ngày xưa. Build road bên đã là phá được cái build Command Center First của Innovation. Hiện nay thì có vẻ cũng thăng minh nó trượt hơn, nó hơi trượt rồi. Nên chắc là Rốt bên cũng không gây ra nhiều thiệt hại cho lắm cho Innovation cho lắm đâu. Innovation đặt thêm cho mình một số bao rắc nữa để hỗ trợ việc phòng ngự. Và bây giờ thì nhà Spy đã đặt xuống cho game thủ Soki của chúng ta. Anh ấy sẽ chuẩn bị lên Spy. Hiện nay Rốt đã bắt đầu nâng cấp 1-1 và thêm lại còn nâng cấp cả speed cho Rốt nữa. Thế hiện nay cái gì kìa, 18 Zergling đã được mua ra cho ấy, còn đây là Helion ạ. Helion đang có một số lượng rất đông cùng với cả Reaper đang lao lên chuẩn bị tấn công vị trí mỏ thứ 3 của Rốt chăng. Tôi nghĩ bây giờ mục tiêu dễ dàng nhất để phòng ngự để tấn công đó chính là vị trí mỏ thứ 3 này. Vâng, bắt đầu bắt Queen rồi. Úi giời, phát nữa không được, chưa chết Queen. Zergling còn khá đông ở đây. Vâng, bắt đầu đang cố gắng bắt Queen kia. Queen chấm máu rồi, phải rút trở về rồi. Hiện nay Helion cũng đang phải rút trở về, có lẽ cũng hơi bị rén rồi. Thời điểm này thì Innovation đã bắt đầu tiến hành ăn mỏ thứ 3, việc được Optor Command của mình ra vị trí mỏ thứ 3 rồi. Belling, Zergling và Rốt đang có mặt ở vị trí mỏ 3 để phòng ngự cho Soki của chúng ta. Innovation bây giờ sẽ làm gì đây? Tôi nhìn thấy rằng là Armory đã được xuống cho game thủ Terran của chúng ta rồi. Anh ấy đang bắt đầu đưa SCV ra bên ngoài để khai thác mỏ thứ 3. Zergling chuẩn bị tấn công đây. Vâng, Zergling có mặt ở vị trí mỏ thứ 3 rồi. Đang bắt vào Mule kia. Không được, đừng có bắt Mule. Ôi thôi xong rồi, mất con Mule rồi. Vâng, Mule phải gọi bằng energy ạ, rất tốn rồi bạn, trong khi đó hiệu quả của con Mule rất cao. Mule nó khai thác được đến tận 30 mirror một lúc đấy. Một con số cực lớn. Thời điểm này tôi đã bắt đầu nhìn thấy 90 Muta đã được mua ra cho Soki rồi. 7 con Rốt vẫn còn nguyên. Zergling, Belling đang lao ra đây. Vâng, ngay tức quân đội của Terran rút lên trên mây vắc và đưa trở về rồi. Sau khi nhìn thấy đàn Zergling, Belling đông đảo như này, thời điểm này thì Helion cũng nó cũng không làm được gì nhiều nữa. Vâng, Hellbat đây rồi. Chúng ta nhìn thấy Hellbat rồi. Bạn nào mà từng tự hỏi là quạt chả gì, các bạn chuẩn bị nhìn thấy Hellbat này. Này, rất nhiều Hellbat các bạn ở vị trí phía trên này cho game thủ Innovation của chúng ta. Hellbat chuẩn bị quạt chả rồi. Muta có mặt ở đây. Này, bắt đầu lao lên, quân đội của Terran bắt đầu chia quân ra ở khắp nơi, chuẩn bị một pha scan để dọn dẹp Creep Tumo này. Quân đội của Zerg vâng đang móc cho Belling ở vị trí phía sau. Zergling đang lao lên, bơi quạt trả rồi. Vâng, ngay tức là Hellbat quạt. Vâng, các bạn thấy đấy, Hellbat quẹt quạt Zergling rất nhanh đấy các bạn. Muta bây giờ chỉ còn mỗi một mình chơi chọi thì làm sao để đối đầu được với cả đàn Marine rất đông và hung hãn ở phía sau. Nó steam nó bắn lên. Chúng ta nhìn thấy đấy, úi rồi, Rốt đang lao ra đây. Vâng, hiện nay Rốt thì sẽ là counter lại Hellbat cũng khá tốt đấy. Tuy nhiên vấn đề nằm chỗ là
Terran đang có, hình như tôi nhìn thấy con Widowmine đấy phải. Rất nhiều Marine ở của ta đang lao lên ở vị trí phía trên này. Có vẻ hiện nay quân đội Demolition đang chiếm lợi thế hoàn toàn đấy. Army Supply của Terran đang là khoảng tầm gấp đôi so với cả Zerg rồi. Và hiện nay quân đội của Zerg đang phải rút hết tất cả drone của mình ở phía bên trong main bay. Cho nên là Marine vâng đứng steam lên bắn rất thích luôn từ bạn Free Hit. Quá thích thú luôn. Thời này thì bây giờ Terran làm gì đây? Terran định tấn công luôn chăng? Thời này Zerg thì đã có mỏ thứ tư rồi. Terran đang hạ Widowmine, vâng đang nhấc Widowmine lên gì đây, cần phải hạ xuống sớm đấy. Quân đội của Terran la thẳng ở vị trí phía mỏ 2 luôn. Vâng, tôi nhìn thấy rằng là drone vũ rồi, drone kéo vào trong góc kìa. Ôi rồi ôi. Vâng, Widowmine, vâng bản chính xác rồi. Thêm con Widowmine tiếp theo. Không được rồi, Zergling đang bắt đầu lao rồi. Hiện nay Zergling đứng ở vị trí phía trên cả phía dưới nữa. Hiện nay quân đội của Terran rất hổ báo ở vị trí phía trên này. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ con Rinfox không biết là đang nằm đâu. Con Rinfox đang kéo một hàng dài sang bên này để có thể hỗ trợ cho đạo quân chính của Innovation của chúng ta. Innovation này vâng một bên linh nổ rồi nhưng mà cũng không ăn thua lắm, cũng không chết nhiều Marine cho lắm các bạn. Marine vẫn còn đang ở vị trí bên trong này, vẫn đang còn ở vị trí bên trong mỏ thứ hai này. Hiện nay thì tôi nhìn thấy rằng là gì ạ? Queen, vâng Queen đang phá mê vắc ạ. Hiện nay quân đội của Marine lại bắt đầu lao lên để mà steam lên rồi. Vâng, hiện nay Queen kia sức linh cũng đang rất là thốn, đang gặp rất nhiều quân đội ở đây. Terran steam lên liên tục, mê vắc rất đông ở đây để hồi máu cho hiệu hồi máu cho Marine. Queen kia như cũng bung mất một con rồi. Bây giờ chỉ còn một con đây mà thôi. Widowmine đứng ở vị trí sau. Widowmine bên linh. Đây rồi. Vâng, hai quả rocket nhưng bắn trượt hoàn toàn. Nó lại cùng target vào một con sức linh thì các bạn. Không hiệu quả thế nào cả. Này thì quân đội của Zerg đang kéo. Vâng, xong rồi, Innovation định kéo con Widowmine lên kết thúc trận đấu. Nhưng bây giờ thì Soki đã gõ GG rồi. Và như vậy trong game đấu đầu tiên lần này của chúng ta thì Innovation là người chiến thắng và anh ấy sẽ tạm thời dẫn trước với tỷ số là 1-0. Và chúng ta chuẩn bị đến ở game đấu thứ hai diễn ra trong một ít phút nữa thôi các bạn.